đi. Chơi. Này, anh có biết hôm nay là ngày gì không ấy? Ngày gì á? Ngày thứ bảy, mai đừng nghỉ, đúng không? Đi chơi gì? Anh chẳng biết cái gì cả. Hôm nay là 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Chứ quả của em đâu? Ngày 20 tháng 10 á? Ừ nhé. Thì đúng là ngày phụ nữ Việt Nam rồi. Anh thì chuẩn bị qua cho mẹ rồi. Còn mày không có. Ơ kìa, sao em lại không có? Để anh nói cho mày biết này. Phụ nữ là gì? Là những người đã lập gia đình, có con có cái, hiểu? Chăm cho chồng cho con. Còn mày ấy là trẻ con, việc nhà và làm chưa xong, đòi cái gì? Thì giờ em là con gái, nhưng sau này em sẽ là phụ nữ. Anh cứ tặng trước thì có làm sao? Ừ, chuyện đấy để sau này thì. Mà sau này ấy, có chồng mày, có con mày. Bây giờ mày chẳng nhẽ anh phải lo, anh sau này có vợ anh lo cho vợ anh đi. Tựa đi, để anh tập thể dục. Anh Dừng khổ quá. Anh đã bảo lấy đâu tiền mua quà. Đi mà, chẳng nhẽ 20 tháng 10 anh không mua quà cho em gái nhỉ? Ui ôi, mày nhắc anh mới nhớ. 20 tháng 10 có phải là ngày của phụ nữ không? Ừ, vâng, anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi thì anh cho em xin quà. Này, con gái chúng mày buồn cười thế nhỉ. Ngày của phụ nữ thì tự mà đi mua quà tặng nhau. Đó anh làm cái gì? Anh nói thế mà nghe được à? Thế tóm lại cuối cùng anh có tặng quà em không? Tất nhiên là có. Mơ đây mà hút. Nhá. Này, Nhi ơi. Hả? 20 tháng 10, thế cậu đã được tặng cái gì chưa? Rồi. Đâu? Nhìn này. Nhìn kỹ vào này. Ủa, cậu siêu xe còn gì nữa? Được anh yêu tặng cho quả siêu xe còn gì? Từ nay không phải đi bộ nữa. Ui. Nhìn kỹ vào. Có mỗi cái bàn tay trắng này thôi. Làm gì có quà nào? Gì không phải siêu xe à? Xe của người ta là tặng đấy. Thế cậu lại giống tớ rồi. Anh đi nhà tớ mua quả mỗi mẹ rồi. Tớ chả được gì. Này, Nam Giao ơi. Ước gì bây giờ qua đó tặng quà cho hai đứa mình nhỉ? Thôi, cậu không phải ước. Mình có mỗi hai ông anh trai thì không ông nào tặng thì thôi. Chả còn ai đấy đâu. Nghĩ thế mà buồn. Anh sẽ tặng quà cho các em. Thế nào? Các em thích quà gì? Cứ nói ra, anh sẽ tặng cho các em. Ừ, quà. Em ạ, à, em thích một cái ba lô mới. Còn em thì thích một hộp trang điểm có nhãn hiệu LV. Nhưng mà này, sao người ta tặng quà cho mình dễ thế nhỉ? Cậu nói cũng đúng. Một người lạ tự nhiên đến đây tặng quà cho mình. Các em không cần phải nghi ngờ. Anh là người trao đi những món quà. Chỉ cần các em tham gia với em một trò chơi. Trò chơi hả anh? Thế trò chơi là gì ạ? Là trò chơi không được. Nhưng mà trò chơi này cần ít nhất 4 người chơi. Nếu bây giờ các em tìm đủ được người chơi thì trò chơi chính thức bắt đầu. Khi đấy các em sẽ có được mọi thứ mình muốn. Thật thế hả anh? Này này, mình có hai ông anh trai. Về rủ. Tớ rồi anh, cậu với anh Trung nhá. Được, đợi em tí. Đợi nhá. Này, chú ơi, hôm nay em phải có đợi quà không? Có. Ui khổ, vừa mua cho mẹ món quà xong chả có đồng tiền nào để mua cho nó. Tả cũng thế, dịch bệnh vừa rồi đói kém, ngân lượng hết rồi. Tiền mua cỏ mà chả có sạch à? Đúng rồi đấy. Hay là mình đi đăng tượng đất cho nó. Tượng đất á? Ừ, cũng được đấy. Nhưng bây giờ trẻ con nó không chơi tượng đất đâu. Này Nhi ơi, tôi không tìm thấy anh Trung như tớ. Tôi cũng không tìm thấy anh Ngưu. Hai ông này giống xuống với nhau đi đâu ấy nhở? Không biết được ấy. Để nó dùng bắt thần xem sao. Tôi thấy rồi, ở đâu đâu hai anh ấy đang giấu thú làm cái gì nhỉ? Hay là đang bàn kế hoạch trốn đi thật xa để không biết tặng quà cho mình. Có khi đến là đúng rồi. Mình phải đi rồi, phải đến thôi. Mắt quả tang anh nhá. Mắt quả tang nhá. Không phải ăn. Hai đứa làm gì đấy? Các anh định bỏ trốn đúng không? Đang bàn kế hoạch thì bỏ trốn không phải tặng quà đúng không?
Nói chung là bọn anh cũng muốn mua quà thật đấy. Nhưng có tiền mà, nhưng có tiền. À hay để năm sau nhỉ. Giờ bọn em không cần quà nữa. Chỉ cần bọn anh tham gia với bọn em một trò chơi. Thế là bọn em đã có quà rồi. Coi như đấy là quà bọn anh tặng em đi. Cái gì á? Không mất tiền mà có quà á? Ê, sao? Trò chơi gì? Trò chơi con mực anh ạ. Nếu mà chơi thắng cái trò ấy nhá, em sẽ có tất cả những quà mà em muốn. Cái gì? Trò chơi con mực à? Không được đâu. Nếu mà thua ấy thì có khi gặp nguy hiểm đấy. Thôi, để làm sao rồi anh đến cùng cho. Không, em muốn bọn anh chơi cùng cơ. Đúng rồi. Nếu không nhá, bọn em sẽ tuyệt thực. Em sẽ coi thực. Tuyệt thực. Rồi, bây giờ như thế nào? Để chơi chứ. Một đứa thì đòi tuyệt thực, đứa thì đòi bụi thực này. Được rồi, chơi. Nhưng phải cẩn thận đấy. Vâng, đi đi đi. Nhanh. Chào mừng các bạn đến với trò chơi con mực. Người giành chiến thắng sẽ có tất cả những thứ mình muốn. Kiểu gì tao cũng thắng. Chắc tiền. Chắc chứ, ta chơi kiểu này nhiều rồi. Trời, để bộ phép đi. À, thế nó trò chơi như nào nhỉ? Trò đầu tiên là đuổi hình ba chữ. Đây là gì? Chả nhìn gì, gì cả. Ủa, này, hả? Hai con bảo. Thế là thân không bảo à? Hay là báo báo? Nhìn kỹ xem nó có cái. Hay là báo cáo? Làm gì có cáo? Hình này quá dễ. Báo một trên cây. Sai. Lại. Ủa, thu phục này bị ngạo cái gì hả? Chú chú ơi, hỏi xem có hủy cuộc chơi được không? Này, thế có được hủy cuộc chơi không? Không được. Một khi trò chơi đã bắt đầu, không thể dừng lại cho đến khi nó kết thúc. Anh ơi, em xin lỗi, em không biết là trò chơi nó nguy hiểm thế này. Chú chú ơi, nghĩ cách đi. Rồi, đã vào trò chơi, cố mà chơi. Cái này là báo thức. Chính xác. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai. Đây là gì? Ba chân. Có bốn chân chân gà. Một, hai, ba, bốn. Này, hả? Bốn chân gà. Mỗi người một cái, vừa đủ nha. Ngon. Đây là câu hỏi. Nhanh đi, thích như hương béo không? Các ngươi còn 30 giây để suy nghĩ. 30 giây à? 1 giây, 2 giây. Này, đừng có đếm sốt ruột. Đừng lo. Anh ơi, nghĩ đi. Được rồi, 3 cái chân này. Mỗi cặp gà. À đúng không? 3 chân 4 cặp. Chính xác. Và bây giờ, chúng ta đến với trò chơi thứ hai. Trò chơi quán tổ tìm. Các bạn chia làm 2 đội. Và đội nào thua sẽ bị loại. Bị loại à? Vậy 100% trong 4 người sẽ có 2 người bị loại. Thế giờ làm sao anh? Giờ làm sao bây giờ? Hầu như sao đây? Bọn anh một đội. Bọn ta chơi xong rồi. Trò chơi chính thức bắt đầu. Nhi này, chúng ta có lỗi khi đưa các anh vào đây. Hay là chúng ta nhận thua đi. Thôi, cũng được. Thế thì tớ ra búa. Các anh đã sẵn sàng chưa? Được rồi, mới đợi tí. Nó bảo cái gì? Nó bảo chúng nó sẽ ra búa. Chúng mình ra kéo. Chuẩn bị ra sao đấy? Em chơi. Được rồi. 1, 2, 3. Thua rồi. Thua rồi. Đội chung chơi thua. Loại. Im, không được kêu. Nào, hai đứa cố lên nha. Anh Trung, anh Ngưu. Chúng ta không chơi nữa. Mau trả lại cho anh cho ta. Nếu các ngươi không chơi, sẽ bị loại ngay lập tức. Còn nếu các ngươi chơi, sẽ có cơ hội cứu được các anh của các ngươi. Nhi Nhi ơi, lỗi tất cả là do tớ. Không sao đâu, chúng ta phải cố gắng lên. Phải chơi hết trò chơi, để còn cứu các anh nữa. Trò chơi tiếp theo là gì? Bây giờ, chúng ta đến với vòng 3. Trò chơi giải đố. Câu hỏi đầu tiên. Bố mẹ có 6 người con trai. Mỗi người con trai có một người em gái. Hỏi gia đình có bao nhiêu người? Có 6 người em trai, mỗi người em trai có 2, có 1 người em gái. Có 6 người em, 12 thêm bố mẹ là 2. Là 14 người à Na Trang? Không phải. 9 người. Người đã chắc chắn chưa? Hãy đưa ra câu trả lời cuối cùng đi. Na Trang,
Sao mới trả lời vội thế? Nếu mày không đúng thì làm gì còn cách nào với các anh nữa? Sao lại không đúng cho được? Trong một gia đình có 6 người anh trai, mỗi người anh trai lại có một em gái. Suy ra chỉ có một em gái thôi, cộng thêm cả bố mẹ nữa, không là 9 người à? À chốt. Chính xác. Tôi hỏi thứ hai, con cua nào 9 chân? Con cua thì chỉ có 8 cẳng, 2 càng. Làm gì có con nào 9 chân nhỉ? Na cha, cậu mau nghĩ đi, từ từ để tôi nghĩ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, con cua được lục lên. Con cua được lục lên thì nó sẽ 9 hết chân. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, giả sử các anh ngươi là người giành chiến thắng thì các anh ngươi mong muốn điều gì nhất? Nhớ rằng các ngươi chỉ được trả lời một lần duy nhất. Anh trai của mình thì thích vô vàn thứ, mà trong khi chỉ được nói một thứ thôi, làm sao mà đoán trúng được? Làm sao đoán trúng bây giờ? Các người sắp hết thời gian rồi, trả lời nhanh lên. Nhi Nhi, nếu mà tớ với cậu thắng thì cậu sẽ muốn gì? Tớ sẽ mang anh Ngưu và anh Trung trở lại. Vậy thì anh Trung và anh Ngưu cũng có suy nghĩ giống bọn mình. Có khi là thế đấy. Nếu mà anh Trung với anh Ngưu thắng, chắc chắn anh ấy sẽ mang bọn tôi về. Các người chắc chưa? Nên nhớ rằng ngay cái quả 20 tháng 10 các anh ngươi còn không mua được, vậy thì lý do gì để họ cứu các ngươi ra? Ông chẳng hiểu gì cả. Anh ấy rất muốn mua, nhưng tại vì anh ấy không có tiền thôi. Đúng rồi. Nếu mà anh ấy có tiền, bọn tôi muốn gì mà chẳng được. Ông đừng vòng vo nữa, nó đã bán đi. Chính xác. Các người đã chính thức chiến thắng trò chơi con ngựa. Bây giờ nói cho mong muốn của các người đi. Nó ơi. Đúng là bọn ta thắng ấy, chỉ muốn đưa anh trai bọn ta về thôi, không muốn gì hơn cả. Nguyện vọng của các người được đáp ứng. Ôi là hai đứng, đã thắng chưa? Thắng rồi. Thế quả đâu? Quả đấy. Đấy. Có đâu quả à? Làm gì có cái gì? Hai bọn anh làm món quà to lớn nhất của bọn em một gì nữa. Quả đâu ra nữa à? Ồ, thật thế luôn á. Nhìn bọn anh đùa đấy. Hay đứa, có quả. Đây. Nha, quý em vì nha. Đúng là em của anh. Đấy. Cầm. Thế là bọn em có quà rồi à? Chẳng có quả. Tưởng không tặng bọn em chứ. Không tặng được sao? Tôi cảm ơn. Đúng là người anh tốt nhỉ. Sướng lắm. Thế thôi, này, còn bữa tiệc nữa cơ. Đi ăn đâu? Đi. Không đi hơi phí. Đi nữa ăn được à? Nhanh đi bộ ăn cho nó nhiều.